đi nhà nghỉ với người yêu xử lý thế nào khi bị kiểm tra? Cả hai hoàn toàn có thể bị tình nghi là mua bán trái phép nếu như không thể chứng minh sự tự nguyện từ hai phía. Việc các cặp đôi yêu nhau gần gũi để thể hiện tình cảm đã không còn quá khắt khe trong xã hội hiện nay. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc nếu bị bắt trong nhà nghỉ cùng người yêu thì sẽ bị xử lý như thế nào không? Các trường hợp bạn nên biết. Theo thông tư 33/2010, thông tin Bộ Công an, cơ quan công an có thẩm quyền trong quá trình quản lý phải thực hiện kiểm tra người và phương tiện tại địa điểm kinh doanh liên quan đến hoạt động của cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, khi bị công an có thẩm quyền kiểm tra tại các nhà nghỉ, khách sạn hay nhà trọ, sẽ có một số trường hợp xảy ra mà tất cả mọi người cần phải lưu ý. Trường hợp 1, nếu bên nữ là đối tượng dưới 13 tuổi, thì chiếu theo quy định tại khoản 4, điều 112 Bộ Luật Hình sự, phía người nam sẽ phải nhận những hình thức kỷ luật của pháp luật. Cụ thể, pháp luật quy định mọi trường hợp với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm vào tội trái phép với trẻ em. Với trường hợp này, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Nếu ở vào tình huống này, dù là hai bên có thuận tình, tự nguyện đến với nhau, thì bên nam vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp 2, nếu bạn gái ở độ tuổi từ đủ 13 tuổi cho đến 16 tuổi, điều 115 Bộ Luật Hình sự quy định, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh trái quy định với trẻ em và phải nhận khung hình phạt tù từ 1 đến 15 năm. Trường hợp 3, nếu bạn gái không thuộc hai độ tuổi nêu trên, cơ quan công an sẽ tiếp tục kiểm tra thân thế và mối quan hệ của hai người với nhau. Cả hai hoàn toàn có thể bị tình nghi là mua bán trái phép nếu như không thể chứng minh sự tự nguyện từ hai phía. Làm gì khi bị kiểm tra ở trong nhà nghỉ cùng người yêu? Trên thực tế, khi bị công an kiểm tra, việc đầu tiên cả hai bên được yêu cầu thực hiện sẽ là xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe để công an nắm được thông tin của hai người. Nếu không có một trong các loại giấy tờ nói trên, cả hai sẽ bị mời về trụ sở để tiếp tục làm việc. Họ tên, ngày sinh, quê quán, nghề nghiệp và nơi ở cũng sẽ là những thông tin mà bạn cần phải cung cấp cho công an khi bị bất ngờ kiểm tra phòng. Việc kiểm tra sẽ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn khi cả hai người cùng hợp tác và khai đầy đủ, chính xác các thông tin nói trên. Sau khi kiểm tra thông tin cá nhân, công an sẽ tiến hành kiểm chứng chéo về thông tin của người còn lại. Nếu như cả hai trả lời ăn khớp với nhau, sẽ được thả. Tuy nhiên, trong trường hợp câu trả lời của hai bên là không đúng, thì rất có thể cả hai sẽ bị mời lên đồn để tiếp tục làm việc. Cộng đồng mạng bất ngờ với thông tin trên. Ngay sau khi được đăng tải, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thông tin nói trên. Đa phần, mọi người đều cho rằng việc này là vô cùng cần thiết và nên được thực hiện thường xuyên để quản lý trật tự xã hội. Mình thấy việc này nên làm ấy, chứ cứ để các nhà nghỉ khách sạn mọc lên như nấm mà chẳng có người quản lý không tốt chút nào. Mong việc này sẽ được thực hiện thường xuyên, cho mấy nhà nghỉ mở trái phép sập tiệm luôn hẳn đi.